Giai điệu quen thuộc của UEFA Champions League lại tiếp tục vang lên vào rạng sáng ngày thứ tư tại các sân vận động khắp châu Âu. Bầu không khí của những nhà vô địch châu Âu lại tiếp tục được dâng trào trong lòng người hâm mộ. Và Manchester City vừa giành được chiến thắng 4 sao trong trận mở màn ngay trên sân khách. Erling Haaland tiếp tục công việc xe lưới đối thủ và gieo rắc nỗi khiếp sợ lên toàn cõi lục địa. Sau đây, chúng ta hãy đến với những điều động lại sau chiến thắng 4-0 của Manchester City trước Sevilla. Lần gần nhất Erling Haaland gặp Sevilla là trận đấu từ vòng 1/8 Champions League 2020-2021. Tờ báo thể thao Tây Ban Nha Marca bắt đầu tường thuật trận đấu với dòng chữ "Quái vật xuất hiện". Sau đó, cùng với Dortmund, tiền đạo người Na Uy đều đã lập cú đúp ở cả hai lượt trận để mang về chiến thắng chung cuộc 5-4 cho Dortmund. Cuối cùng, Marca kết luận rằng không có hàng thủ nào có thể ngăn cản được Haaland. Hai mùa giải sau, Erling Haaland lúc này khoác áo Manchester City và biến mạng lưới của đội tuyển Tây Ban Nha trở thành món khoái khẩu của mình. Với dàn vệ tinh xuất sắc hơn rất nhiều so với khi còn khoác áo Dortmund, Haaland nhanh chóng cho thấy sự nguy hiểm của anh bằng tình huống bỏ lỡ cơ hội ngay những phút đầu tiên của hiệp đấu khi pha băng cắt đón đường chuyền của De Bruyne là đi chệch khung thành đội chủ nhà. Trước một Sevilla đang lâm vào tình trạng khủng hoảng trầm trọng từ đầu mùa, Man City đã biến đại diện của La Liga thành bia đỡ đạn khi liên tục bắn phá khung thành của thủ môn Bono cũng như liên tục dồn ép đối thủ của mình. Tuy nhiên, sự thiếu chính xác ở khâu cuối cùng đã khiến cho Grealish, De Bruyne hay Haaland đều bỏ lỡ cơ hội một cách đáng tiếc. Đồng hồ phải trôi gần đến nửa hiệp thi đấu thứ nhất, thế quân bình mới được phá vỡ. Khi De Bruyne và Haaland một lần nữa là tìm thấy nhau, chân sút người Na Uy có tình huống băng vào rất nhanh để bóng tung lưới khung thành Bono từ đường căng ngang đến từ nhà trưởng De Bruyne. Đây cũng là pha làm bàn duy nhất trong hiệp 1. Và những phút còn lại, đôi bên không có thêm được pha bóng nào thật sự ngon ăn. Sau giờ nghỉ, Man City tiếp tục là đội chơi lấn lướt. Chỉ mới bước vào hiệp 2 chưa lâu, Haaland đáp trả De Bruyne bằng đường chuyền để tìm về người bị có cơ hội đối mặt với Bono. Thế nhưng, anh lại không chiến thắng được thủ thành của Sevilla. Pha bỏ lỡ này khiến Pep vô cùng tiếc nuối. Tuy nhiên, chỉ 10 phút sau đó, bàn thắng thứ hai đã đến với Man City khi Phil Foden có pha xử lý gọn gàng trong vòng cấm. Số 47 tiếp tục là điểm sáng của trận đấu khi vào nửa sau hiệp 2, anh cú dứt điểm đưa bóng đến đúng vị trí của Haaland để chân sút người Na Uy khép lại một ngày thi đấu bùng nổ của mình với pha đưa bóng cẩn thận và hoàn tất cú đúp. Như vậy, Haaland đều bùng nổ với ít nhất 2 bàn thắng ở các trận ra mắt đội bóng mới tại sân chơi Champions League. Trước đó, anh lập hat-trick trong trận ra mắt Champions League với Salzburg trong chiến thắng 6-2 trước Gent vào tháng 9 năm 2019 và lập cú đúp trong trận thi đấu mở màn cho Dortmund giành chiến thắng 2-1 ở vòng 1/8 trước PSG vào tháng 2 năm 2020. Những phút cuối trận, đại diện nước Anh không có dấu hiệu dừng lại và Man City khép lại màn dạo chơi trên Sanchez Pizjuan với bàn ấn định chiến thắng 4-0 của trung vệ Ruben Dias. Với chiến thắng này, Man City tạm vươn lên dẫn đầu bảng E bằng điểm với Dortmund. Đội bóng cũng có được chiến thắng 3-0 trước Copenhagen. Haaland và De Bruyne cặp đôi hoàn hảo. Trước khi Haaland chuyển đến Etihad, người hâm mộ lẫn giới truyền thông đã luôn mong chờ màn kết hợp giữa bộ đôi này. Và hiện nay, chúng ta đã được chứng kiến cặp đôi đó trên sân đấu thực. Khi với khả năng đánh hơi bàn thắng thượng hạng trong vòng cấm, thì Erling Haaland rất cần một chân truyền biết cách đưa quả bóng liên tục vào chân cho anh. Để từ đó, Haaland dễ dàng tung ra những pha dứt điểm xa lưới đối phương. Vẫn là công thức ghi bàn quen thuộc của Man City. Nhưng từ nước Anh cho đến châu Âu, giờ đây khó ai có thể ngăn cản được họ. Khi De Bruyne có bóng, anh ngước nhìn lên và quét như một cái radar để biết chính xác khẩu đại bác của mình đang nằm ở đâu, để tìm về người bị có thể nạp đạn với một đường chuyền dọn cổ. Và chỉ cần bóng được nạp, Erling Haaland đã bỏ túi cho mình bàn thắng thứ 11 chỉ sau 600 phút ra sân cho Man City trên mọi đấu trường. Một con số quá khủng khiếp với một cầu thủ tân binh như Haaland. Khi những bàn thắng cứ tiếp tục được ghi, những đường kiến tạo vẫn được đều đều rót đến, thì khó ai có thể ngăn cản được cặp đôi của Man City hiện nay. Sự đơn giản là được Haaland thể hiện trong những bàn thắng của anh. Chỉ là bay người đem bóng hay xé lưới đối thủ khi gồn trống, đó vẫn là những việc làm vô cùng đơn giản nhưng nó mang đến hiệu quả tối đa. Với thân hình hộ pháp mà tiền đạo người Na Uy sở hữu, Haaland luôn là nỗi khiếp sợ với các trung vệ trong những tình huống lao vào đệm bóng. Và sự tối giản trong khâu ghi bàn của Haaland cho ta thấy Man City đang cần anh đến nhường nào. Trong tình huống mà Haaland đệm bóng vào lưới trống sau cú sút của Phil Foden, ta tự hỏi, nếu là Man City trước kia thì liệu có ai đủ khao khát lẫn một chút sự ích kỷ của tiền đạo để đứng sẵn ở đó và chờ thời cơ ghi bàn? Chắc chắn là không. Erling Haaland mang đến sự khác biệt nhỏ nhòi đó. Tuy nhiên, dù nhỏ nhòi,
Nhưng phẩm chất ấy của Haaland có thể thay đổi cả một trận đấu trong tương lai. Điểm sáng từ Foden. Phil Foden dù đã thể hiện một phong độ không tốt trong vài trận đấu vừa qua tại nước Anh, nhưng khi đặt chân ra sân chơi Champions League, cầu thủ người Anh như được tháo sức khỏi chân. Anh lập tức tỏa sáng trước khung thành đối phương. Foden là người đã đưa cách biệt lên 2 bàn sau cái thời gian mà Man City chật vật tìm kiếm bàn thắng tiếp theo. Thậm chí, Pep cũng đã lên tiếng ca ngợi cầu thủ người Anh sau trận đấu. Dù vậy, ông cũng có hơi nhắc nhở khi cho rằng Foden chơi không tốt thời gian gần đây. Foden là một điều phi thường. Gần đây cậu ấy chơi không tốt như bình thường, nhưng cậu ấy vẫn luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Cậu ấy chạy liên tục và chiến đấu hết mình. Tôi khá chắc rằng những bàn thắng mà kiến tạo vừa rồi sẽ giúp ích cho cậu ấy. Foden rất năng nổ và chăm chỉ làm việc. Cậu ấy có thể chơi tệ, nhưng cậu ấy luôn làm được những điều như thế trong mỗi trận đấu. Đó là lý do mà Foden luôn xứng đáng được ra sân. Foden có lẽ không chơi tệ đi, anh chỉ đang nhường lại spotlight cho một tân binh mới đến. Với sự xuất hiện của Erling Haaland, thì khâu ghi bàn lẫn những đường chuyền được tập trung tối đa cho số 9, nên đất diễn của Foden cũng từ đó mà dần hẹp lại. Tuy nhiên, một trận cầu có tới 90 phút và vẫn còn rất nhiều thời gian để Foden có thể tạo ra những khoảnh khắc. Nên chúng ta hiểu được sự tin tưởng từ Pep Guardiola. Man City sẽ chắc hàng phòng ngự với tân binh Akanji. Ở trận đấu vào cuối tuần trước Aston Villa, đội bóng của Pep đã bị chỉ trích thậm tệ trong khâu phòng ngự. Thì ngày hôm nay, Man City thể hiện một bộ mặt hoàn toàn khác hẳn. Trong một ngày mà đội trưởng Ruben Dias lẫn tân binh Manuel Akanji đều chơi hay, thì sự chắc chắn của họ trước mặt Ederson đơn giản là không thể xuyên thủng. Akanji cũng là một cựu cầu thủ của Dortmund. Trung vệ người Thụy Sĩ được biết đến với tốc độ trong khả năng phòng ngự của mình. Anh rất nhanh và luôn đưa ra những quyết định chuẩn xác khi cần thiết. Đây là sự bổ sung chất lượng cho tuyến phòng ngự của Man City khi họ gặp khủng hoảng nhân sự. Lần lượt trường hợp của John Stones lẫn Aymeric Laporte đều đang gặp những vấn đề khác nhau. Bên cạnh đó, Akanji cũng mang tới sự mới mẻ cho hàng thủ. Và anh, với những phẩm chất sẵn có của mình, hoàn toàn có thể thách thức suất đá chính của John Stones lẫn Aymeric Laporte. Khi World Cup 2022 đã cận kề, thì được ra sân thường xuyên là nhiệm vụ quan trọng với mỗi cầu thủ. Man City vừa khởi động chiến dịch Champions League của mình không thể thành công hơn. Haaland với một cú đúp, De Bruyne với một kiến tạo và họ không phải nhận bất kỳ bàn thua nào. Thầy trò Pep Guardiola đang cho thấy sự trở lại của mình ngay từ những vòng khởi động. Tuy nhiên, ở mùa này, với sự góp mặt đến từ Erling Haaland, thì một trận đấu như Real Madrid mùa trước chắc chắn sẽ không còn xảy ra.